có thể nói hiện nay trên thị trường á, An Thị Vương được mọi người sử dụng rất là tốt. Nhưng mà trong cái tình huống ngày hôm nay, Linh thấy rằng bà mẹ đang mang thai, đúng không? Sử dụng An Thị Vương thì không biết thế nào. Bác sĩ có thể tư vấn cho điều này. Dạ, phụ nữ mang thai là một đối tượng có thể gây bệnh trĩ, hoặc là trĩ có thể là nó tăng độ nặng lên. Thật sự khi mà điều trị đến một cái phụ nữ mang thai là rất là khó cho người thầy thuốc. Bởi vì cho thuốc điều trị bệnh trị bệnh thì là rất cân nhắc đối với cái tác động đến cái sự phát triển của bào thai. Thành ra là người ta sẽ cố gắng khuyên bệnh nhân, đặc biệt như cái cô này là bệnh trĩ, phải có những cái chế độ sinh hoạt, ăn uống như thế nào cho tốt nhất, phù hợp nhất để mà phòng chống bệnh trĩ. Thứ hai nữa là người ta sẽ sử dụng những cái thực phẩm hoặc là thuốc nào đó mà gần như là ít tác động hoặc là không có tác động lên bào thai. Thì đó trường hợp của cái cô bệnh nhân này đang mang thai và có bệnh trĩ, hoặc là phòng ngừa bệnh trĩ, thì tôi nghĩ rằng là đối với thực phẩm chức năng là một trong những cái lựa chọn có thể là tốt cho cô lúc này. Thực phẩm chức năng này là có rau diếp cá nè, hoa hòe nè, đương quy nè. Rồi nghệ nè. Những thành phần thực phẩm chức năng này có thể là một cái chọn lựa cho cô, phòng ngừa trĩ hoặc là phòng ngừa cái trĩ diễn tiến nặng hơn cho cô. Những người mà bị huyết áp cao hay là có những bệnh mãn tính như là tim mạch đó, thì có thể dùng An Thị Vương được không ạ? Thường thì tôi thấy là các thành phần nằm trong cái này đó thì nó đều tốt cho cái tình trạng mà lưu thông cái máu huyết và tránh táo bón. Thì tôi nghĩ rằng là đối với những bệnh nhân mà cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch mà sử dụng cái thực phẩm này vẫn có thể là sử dụng để mà phòng ngừa hoặc là điều trị chỉ ở cái mức độ mà còn trong cái chỉ định.